Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với chương trình Thử thách bất ngờ. Chương trình Thử thách bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện được phát sóng vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần lúc 21:15 trên kênh HTV9 và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và kính thưa quý vị, chúng ta có một câu tục ngữ rất là quen thuộc, đó là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Để cho chúng ta thấy rằng lời nói có một cái vai trò vô cùng đặc biệt giao tiếp giữa người với người cũng như là trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi á, là cái phạm trù tiếng Việt của chúng ta quá là bao la rộng lớn và vô cùng phong phú. Cho nên là để hiểu đúng nè, hiểu sâu và hiểu chính xác thì không hề đơn giản chút xíu nào. Nhưng mà không cần phải lo đâu, tại vì chương trình của chúng ta sẽ là một cầu nối giúp cho các bạn có thể ôm lại kiến thức từ ngữ chính tả của mình một cách chính xác nhất. Và chương trình Thử thách bất ngờ chính là một sân chơi vô cùng mới lạ về ngôn ngữ tiếng Việt. Và ngay tại sân chơi này thì những người chơi của chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những câu hỏi của chương trình để giành lấy phần tiền thưởng lên đến 45 triệu đồng. Và ngay bây giờ thì bốn người chơi của chúng ta chắc chắn là đang rất là muốn thử sức rồi đây. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen với họ nhé. Đầu tiên xin mời diễn viên Nhi Katy. Hãy cùng gặp gỡ một anh bạn diễn viên cũng gọi là điển trai không kém. Đó chính là diễn viên Dư Khánh Vũ. Và bên đây là cánh phải rồi đúng không? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ cánh trái các bạn nha. Xin mời diễn viên Hiếu Hạnh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn đang làm nhân viên kinh doanh. Bạn tên là Tâm Minh. Hồi nãy giới thiệu là nhân viên kinh doanh như vậy thôi, nhưng mà biết là máu nghệ sĩ rất là nhiều luôn nè, đúng không? À, đây có phải là lần đầu tiên bạn tham gia những game show như thế này không? Cũng đã từng tham gia, cho nên là lúc mà Tường Vy kêu thì mình cũng đã chuẩn bị sao cho nó ra đặc biệt là lạ, ấn tượng phải nào? Đẹp trai, phải cách quốc được. Phải kết quốc được, tại vì ngày hôm nay là ba người chơi còn lại của chúng ta đều là những bạn diễn viên rất là dễ thương rồi. Phải gây ấn tượng một chút xíu. Và Hiếu Hạnh, bạn có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả được không nào? Dạ, em chào chị Vy, em chào anh chị và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Thử thách bất ngờ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hiếu Hạnh, hiện tại công việc của em là diễn viên. Nhưng mà bình thường á, công việc này á, thì nó có chiếm quá nhiều thời gian của Hạnh hay không? Dạ, hiện là em mới học xong á, nên là nó cũng không có chiếm quá nhiều thời gian của em. Nhưng mà với chương trình Thử thách bất ngờ ngày hôm nay á, là một chương trình liên quan về ngôn ngữ tiếng Việt. Trong văn nói hàng ngày thì mình sử dụng quen thuộc rồi. Trong văn viết thì bạn có hay sai chính tả không? Dạ, văn viết thì em không có sai chính tả. Wow. Nhưng mà em coi chương trình thì em thấy em hơi bị sợ lo sao á. Sợ hơi căng quá vậy. Kiểu như là mình thấy những cái từ đó là nó đúng rồi nhưng mà không biết sao nó sai nữa. Còn Tâm Minh, lúc mà học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì không biết làm sao nha. Tới giờ văn là ai cũng ngủ hết, có mình anh là tỉnh. Ý là nói là một bụng tiếng Việt luôn, đúng không? Toán lý hóa là anh dở, nhưng mà văn học tiếng Việt tập đọc thì anh hào hứng. Còn như Katy, dạ, về ngữ pháp tiếng Việt của mình như thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi, chị Tường Vy cho em xin phép được gửi lời chào đến ban tổ chức, anh chị trong ekip chương trình Thử thách bất ngờ, cũng như mà hai bạn chơi, chị Tường Vy. Em tên là Nhi Katy. Trong ngôn sống của em là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nói chung là em cũng dở ngôn ngữ văn lắm. Nhưng mà em muốn chơi tại vì muốn học hỏi thêm, để muốn biết là mình ở đâu, mình đang ở vị trí nào ở ngôn ngữ văn. Chứ ngôn ngữ văn thì em hơi dở. Hơi dở phải không? Dạ. Còn Vũ,
Hồi nãy chưa gì mà bị bạn nói là gần mực thì đen, mà cứ chỉ qua mình vậy nè. Trong ngôn sống của em là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tại sao vậy? Thật ra thì em không có tự tin về cái khả năng ngôn ngữ với lại khả năng giao tiếp của mình cho lắm. Vì vậy là em nghĩ là đi một ngày đàn học một sàng khôn, thì đó là cũng là cái tiêu chí mà em đến với chương trình Thử thách bất ngờ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào vòng đầu tiên mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Một có tên Biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Và bây giờ thì xin mời Nhi và Vũ qua đây luôn nha. Bây giờ thì Vi sẽ đưa ra thử thách của chương trình. Đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có 3 lượt và loại trừ từ từ. Và người cuối cùng còn ở lại sẽ là người chiến thắng. Các bạn muốn lượt đầu tiên là bắt đầu từ bên đây hay bên kia? Bạn đây. Bên đây phải đầu không? Vũ chịu không? Dạ, chịu. Rồi, lượt đầu tiên, kể tên tỉnh, thành phố có chứa âm bờ, bờ bò. Mời Vũ. Bình Thuận. Không có cầu được hả? Cầu Bình Lợi. Không, tỉnh hoặc thành phố thôi. Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, xin mời. Bến Tre. Bến Tre. Bắc Ninh. Bắc Giang. Bắc Giang. Ghê thiệt. 5 4 3 1 Hết giờ. Bình Dương, Bình Phước. Trời ơi, nhiều lắm. Thôi bây giờ bình tĩnh đi nha. Bây giờ bình tĩnh đi qua kia đó. Bây giờ đến lượt thứ hai là bắt đầu bên nào trước đây? Anh đi. Rồi, kể tên tỉnh hoặc thành phố có chứa âm đờ. Đà Nẵng. Đà Nẵng. Đồng Nai. Đồng Nai. Đà Lạt. Đà Lạt. Đắk Lắk. Đắk Nông. Rồi. Hết giờ, còn hai thành viên cuối cùng. Bây giờ là lượt thứ ba nha. Kể tên tỉnh, thành phố có chứa âm W. Dạ, Quy Nhơn. Quảng Ninh. Quảng Ngãi. Quảng Trị. Trời ơi, nhanh quá. Hết giờ. Như vậy thì chàng trai của chúng ta đã xuất sắc giành chiến thắng. Xin chúc mừng. Và ba người chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ cũng phải có một hình phạt. Bây giờ Tâm Minh sẽ được quyền quyết định một cái hình tượng nào đó thật là khó và ba người bắt chước theo. Thì anh thích múa sắp survive cơ mà không? Mỗi người một dáng khác nhau. Mỗi luôn người dáng khác. Bây giờ dáng đầu tiên là cho bạn nào? Bạn nam ở giữa đi. Rồi. Dạ. Vậy nè, đó. Được chưa? 20 giây. Rồi. Dáng tiếp theo cho dáng tiếp theo thì nữ đơn giản. Nữ thôi. Đơn giản thôi. Đó, vậy thôi. Đó. Rồi, Hiếu Hạnh. Cũng dễ thôi, vậy thôi. Thì cả ba người chơi của chúng ta cũng sẽ được nhận 10 điểm ngôn ngữ. Xin chúc mừng. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng bước vào vòng 2 của chương trình. Vòng 2 mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Đang đến với vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau. Nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau.
trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả? Khi diễn tả cảm giác thiếu mất đi cái gì đó một cách đột ngột. A. Hụt hẫng. B. Hụt hẫng. C. Hụt hẫng. D. Hụt hẫng. 20 giây bắt đầu. Năm giây cuối cùng. Hết giờ. Xin mời các bạn đưa ra đáp án. Tâm Minh, đáp án của bạn là? Hụt hẫng. Đáp án D. Nhi Katy? Dạ hụt hẫng. Khánh Vũ? Em nghĩ là hụt hẫng. Và Hiếu Hạnh cũng là đáp án D. Đáp án trong câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó chính là hụt hẫng. Đáp án D. Xin chúc mừng các bạn đã bảo toàn được số điểm. Từ hụt hẫng này giống như chúng ta sẽ bị mất đi hoặc là thiếu đi một điều gì đó, dẫn đến cảm giác rất là hụt hẫng. Và câu hỏi đầu tiên thì coi như là bảo toàn được số điểm hết rồi ha. Ngay bây giờ sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin mời các bạn hãy cùng xem một đoạn video ca nhạc. Em anh và nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông. Được anh ôm phía sau lưng. Em nói bên anh. Qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Giờ ai là người cho em yên bình. Và câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Tìm một từ đồng nghĩa và một từ trái nghĩa với từ nhẹ nhàng trong bài hát Ai là người thương em của nhạc sĩ Thanh Hưng vừa nghe. 20 giây bắt đầu. Hết giờ. Và xin mời đáp án của các bạn. Tâm Minh, đáp án của bạn là gì? Đáp án của mình là từ đồng nghĩa là từ yên bình. Còn từ trái nghĩa với từ nhẹ nhàng thì anh nghĩ là nặng nề. Nhi Katy? Dạ em có nghe từ đồng nghĩa là yên bình. Còn mạnh bạo copy ông này sai luôn. Tại em thấy Vũ hay nghe nhạc nên tưởng vậy nhưng mà thừa nhận là copy đúng không? Thật ra trong quy định của chương trình nếu mà copy là trừ hẳn điểm luôn, chưa còn biết đúng hay sai đó. Không, em khai thật thôi, sai không copy nữa. Là điểm thành thật á hả? Dạ. Mạnh bạo, từ cùng nghĩa sẽ là êm đềm đúng không? Hiếu Hạnh? Dạ, từ đồng nghĩa với từ nhẹ nhàng của em là êm đềm. Còn trái nghĩa là nặng nề. Coi như là mỗi người đều có những cái đáp án mình xê xích nhau một chút xíu thôi. Và từ đầu tiên của Tâm Minh, yên bình và nặng nề đã giúp bạn bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng. Yên bình và mạnh bạo của Nhi Katy giúp bạn bảo toàn được số điểm. Của Dư Khánh Vũ với êm đềm và mạnh bạo cũng đã giúp bạn bảo toàn được số điểm. Và Hiếu Hạnh, êm đềm, nặng nề như trên. Xem ra cái từ này vẫn là gọi là đơn giản. Những từ đồng nghĩa của từ nhẹ nhàng giống như là êm ả nè, êm đềm, rồi bình yên hoặc là thư thái. Trái nghĩa giống như là những từ các bạn, và sóng gió, căng thẳng cũng là những từ trái nghĩa ha. Và đến với câu hỏi số 3 sẽ là điền từ vào chỗ trống. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Điền từ còn trống trong câu thành ngữ sau. Chấm chấm chấm, ấm cực, kính trên chấm chấm chấm. 20 giây bắt đầu. Giờ, Tâm Minh, xin mời bạn đọc đáp án của mình. Đáp án của mình là chung vai ấm cật, rồi ở dưới là kính trên nhường dưới. Nhi Katy? Dạ, em cũng vậy, chung vai ấm cật. Nghi quá nha. Không, không có nghi. Chứ có nghĩa là chung vai là mình không có địa của ai hết đúng không? Dạ, ở đâu hình ảnh trong đầu em xuất phát. Hình ảnh ở trong đầu trong em mắt mà của thôi. Em. Khánh Vũ ơi, hình như là mình thiếu một câu rồi. Dạ, cái câu đầu tiên là em không biết ạ. Em không có biết câu này, thật ra em có nhìn hai bên thì thấy các bạn có ghi. Nhưng mà thật ra em không biết câu này nên thôi em không chắc nên em không ghi. Và Hiếu Hạnh?
bạn cũng chỉ mới có một đáp án thôi, bạn cũng bị trừ một điểm. À, còn Tâm Minh và Nhi Katy chung vai ấm cực thì đây là câu thành ngữ không hề có trong từ điển của chúng ta nha. Và chỉ có câu đó là chung lưng đấu cực, chứ không phải chung vai ấm cực. Đó là một cái câu ở ngoài. Câu của chương trình của chúng ta đó chính là no cơm ấm cực. Và câu tiếp theo các bạn đều đúng, đó là kính trên nhường dưới. Và với câu hỏi này thì các bạn đều bị trừ một điểm. Bây giờ là đến câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 sẽ là một câu hỏi liên quan đến hình ảnh. Xin mời các bạn nhìn vào màn hình. Câu hỏi có nội dung như sau: xác định chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng trong nội dung của bảng hiệu vừa xem. 20 giây bắt đầu. Hết giờ, xin mời đáp án. Tâm Minh, đáp án của bạn là gói và kỹ. Nhi Katy, dạ gói thành gói, kỹ kỹ chữ y thành chữ y ngắn. Khánh Vũ, cũng như các bạn, gói thì là gói, còn kỹ là ra nãy em không có nhìn chữ kỹ, em không để ý, nhưng mà có gợi ý là hai điểm nên em nghĩ là chữ kỹ đổi thành chữ y. Rồi Hiếu Hạnh, em cũng giống anh Vũ với chị Nhi, chỉ khác là kỹ dài thành kỹ ngắn dấu hỏi. Với từ đầu tiên, đó là từ mà cả bốn bạn đều sửa đúng, đó là gối và thành gói. Và từ tiếp theo thì trong ba bạn có một bạn đúng. Câu hỏi của chúng ta đó chính là chỉ ra lỗi sai và sửa lại, thì các bạn phải ghi lỗi sai và sau đó các bạn phải sửa lại cho đúng. Đáp án của Tâm Minh thực ra là đáp án chính xác đó, nhưng mà vì bạn đã không ghi đủ hai vế của chương trình cho nên là bạn cũng bị trừ một điểm rồi. Cho nên là ở câu này thì Hiếu Hạnh bạn được bảo toàn số điểm, cả ba bạn còn lại đều bị trừ một điểm. Và câu hỏi số 5, câu hỏi có nội dung như sau: Ngọc thông minh và đẹp, hãy viết lại một câu tương đương với đoạn văn trên có dùng quan hệ từ không những mà còn. 20 giây bắt đầu. Hết giờ, xin mời đáp án. Xin mời Tâm Minh. Đáp án của mình là Ngọc không những giỏi giang mà còn đẹp đẽ. Nhi Katy, Ngọc không những giỏi giang mà còn xinh xắn. Khánh Vũ, Ngọc không những lanh lợi mà còn xinh xắn. Hiếu Hạnh, Ngọc không những thông minh mà còn đáng yêu. Và với câu hỏi số 5 này thì cả bốn bạn đều được bảo toàn số điểm, xin chúc mừng. Và chúng ta sẽ tổng kết số điểm của cả bốn bạn ở trong vòng thi số 2 này. Tâm Minh còn lại 8 điểm, xin chúc mừng. Nhi Katy, số điểm của bạn cũng là 8 điểm. Khánh Vũ, số điểm của bạn cũng là 8 điểm. Và số điểm còn lại của Hiếu Hạnh đó chính là 9 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta còn một vòng nữa để xác định danh hiệu người hùng ngôn ngữ là ai. Cho nên là với vòng thi này các bạn hãy bứt phá. Nào, chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của chương trình được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Đã quay lại với vòng 3 của chương trình mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình.
Mỗi lượt, người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Hiếu Hạnh, bạn đã coi như là có được cái số điểm cao nhất trong vòng thi vừa rồi thì bạn sẽ được một quyền quyết định thứ tự chơi của các thành viên còn lại. Bạn sẽ chọn ai là người thi đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Dạ, em sẽ thi đầu tiên. Em sẽ cho anh Dư Khánh Vũ thứ hai và lần lượt chị Nhi thứ ba và anh Tâm Minh thứ tư. Cứ theo thứ tự từ chiều này qua. Xin mời cả bốn bạn cùng bốc thăm. Và lượt đầu tiên xin mời Hiếu Hạnh. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Mời bạn đọc đáp án. Dạ, đáp án của em là tâm trí. Tâm trí. Và câu chuyện của Vi đưa ra có nội dung như sau. Thư đang làm kế toán cho một công ty chứng khoán ở Hà Nội. Xin mời bạn. Thư đang làm kế toán cho một công ty chứng khoán ở Hà Nội. Công việc nặng nề nên Thư bị mất tâm trí. Tiếp theo xin mời Khánh Vũ. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Mời bạn đọc đáp án. Vô tình. Tiếp theo, mất tâm trí rồi sao nữa? Vô tình, một cơn gió làm Thư bừng tỉnh. Rồi, xin mời Nhi, Cathy. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời. Và đáp án của bạn là dạ rạo rực ạ. Và câu chuyện tiếp theo là ngọn gió bừng tỉnh đó. Dạ ngọn gió làm cho Thư bừng tỉnh. Sau đó tinh thần làm việc của Thư càng thêm rạo rực. Rồi, xin mời Tâm Minh. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Cái từ này cũng hơi khó. 5 giây cuối cùng. Hết giờ. Đáp án của Tâm Minh là Khả Di. Khả Di là có nghĩa là gì? Khả Di làm việc nói chung là có đạt hiệu suất cao nên Khả Di. Rồi vậy thì bây giờ nếu mà với từ Khả Di này mình sẽ đặt câu chuyện như thế nào? Vì công việc của cô ấy rất khả di. Thôi coi như lượt đầu tiên thì xé nháp, nhưng mà để ban cố vấn ngôn ngữ của chúng ta sẽ xem là những cái đáp án của bạn có chính xác hay không. Câu mà người chơi vừa đưa ra là nó chưa hợp với ngữ cảnh lắm. Cái cô đó cũng đang làm kế toán trong công ty chứng khoán. Tâm trí thì chúng ta được hiểu là tất cả cái suy nghĩ, tất cả cái tình cảm, cảm xúc và đầu óc, đúng không ạ? Thế thì khi mà làm kế toán trong công ty chứng khoán thì cái điều mà có thể xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cô chắc chắn là những con số. Như vậy thì câu tiếp theo nên cái tâm trí nó sẽ là tâm trí của cô suốt ngày là quay cuồng với những con số, nó sẽ hợp lý hơn. Thứ hai là chương trình đưa ra cái từ vô tình. Vô tình nó có hai cái nghĩa của nó. Vô tình thứ nhất là không có định nghĩa gì hết gọi là vô tình. Để thứ hai là vô tình nó mang một cái nghĩa khác nữa là tình cờ thôi, tình cờ như thế. Thế thì ta có thể dùng một cái câu để phát triển tiếp theo cái từ này. Một khi con người ta đã quay cuồng trong cái những con số như vậy thì càng ngày con người ta sẽ càng vô tình hơn với những cái điều xung quanh, nó sẽ hợp lý. Bây giờ cái thứ hai là cái từ rất là độc đáo và chương trình lại đưa ra sau vô tình thì là rạo rực. Nó khiến chúng ta sẽ phải đặt một cái tình huống là ta phủ định là cái rạo rực này thì nó sẽ hợp lý. Chúng ta có thể phát triển cái ý là không điều gì làm cô rạo rực và không có chi phí mong chờ, nó sẽ phù hợp với cái ý chúng ta đang phát triển tiếp theo. Thì khả dĩ nó là cái từ là có thể hoặc là chấp nhận được. Thế thì chúng ta có thể đặt trường hợp thế này là dẫu biết rằng là cái cô này cổ ít có cảm xúc với mọi cái việc, cô này cổ dần trở nên chai sạn đi, nhưng mà biết đâu trong cái cuộc sống của cô vẫn có cái điều gì đó khiến cô vui. Vậy thì đến đây chúng ta mới chuyển mặt nội dung sang một cái hướng khác. Khả dĩ những cuộc tán gẫu với bạn bè,
là điều khiến cô vui nhất. Như vậy thì cái câu chuyện nó sẽ gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Với lượt đầu tiên là cả bốn bạn đều bị trừ một điểm. Với lượt hai này thì Hiếu Hạnh có muốn hoán đổi vị trí không? Thôi vậy chắc em hoán đổi quá. Anh Vũ đầu, em thứ hai, chị thứ ba, anh cuối nữa. Có nghĩa là cửa nào vẫn là cửa cuối. Và xin mời các bạn bốc thăm. Và với lượt đầu tiên, xin mời bạn. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và đáp án của bạn là... Chống chọi. Chống chọi. Câu chuyện mở đầu của Vi có nội dung như sau. Nhân đang rất bối rối vì vừa xem giấy báo kết quả thi đại học. Nhưng không biết phải làm thế nào để chống chọi lại với cảm xúc của gia đình với kết quả này. Và xin mời tiếp theo Hiếu Hạnh. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và đáp án của bạn là... Từ của em là cào cào. Và câu chuyện của em là... Ba mẹ về la Nhân. Nhân không biết làm thế nào, đành tìm con cào cào để chơi. Tiếp theo đó là Nhi Kati. Rồi. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và từ của bạn là... Dạ, cơ bắp. Rồi bây giờ đang chơi cào cào, xong rồi mình làm cái gì nữa? Nhưng chơi cào cào mỗi ngày khiến cho mình ngày càng có cơ bắp. Xin mời Tâm Minh. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Đó, chơi cào cào nhiều để có được cơ bắp. Và từ của bạn là... Từ của Minh là khủng khiếp. Và câu chuyện tiếp theo cái việc chơi cào cào có cơ bắp nè. Nhân nghĩ lại là mình không thể nào chơi mãi được. Mình phải cố gắng ôn luyện để vượt qua kỳ thi khủng khiếp sắp tới. Hồi nãy giờ quay về mặt có câu này là thấy hợp lý thôi nha. Ba câu kia là chắc phải đợi cố vấn ngôn ngữ đưa ra đáp án đây. Chống chọi nó mang tình huống nó ngặt nghèo hơn. Là chúng ta buộc phải chống làm lực lượng mạnh hơn mình rất là nhiều. Thì bản thân gia đình chúng ta thì là những người thân yêu của chúng ta, thì chúng ta nên sử dụng cái từ ở đó, nó là cái từ đối diện. Mà như vậy thì chống chọi này không có phù hợp trong người cạnh đó các bạn ha. Cái câu thứ hai á, phát triển cái ký cô đầu á, nó cho thấy cái bạn này người có suy nghĩ, tức là bạn cũng đang căng thẳng để tìm cách đương đầu với lại gia đình với những cảm xúc tiêu cực. Đang bùng nổ cảm xúc như vậy mà đi tìm cào cào chơi thì nó hơi bị kỳ. Đôi khi cái cào cào đó là chúng ta nghĩ là con vật, nhưng đó cũng là một cái hành động cào cào cái gì đó. Hướng đó nó sẽ cho chúng ta một cái cách giải quyết nó hay hơn mà phù hợp hơn là chơi cào cào. Tại vì bản thân những cái kỳ thi thì không thể dùng một cái từ là áp lực khủng khiếp được. Bởi vì áp lực khủng khiếp nó phải dành cho một cái việc gì đó rất rất là dữ dội và ghê gớm. Mình nghĩ là cái câu này nó cũng không có phù hợp lắm với cái ngữ cảnh. Lượt thứ hai thì tất cả cũng bị trừ một điểm. Và bây giờ sẽ đến với lượt thi thứ ba. Và lượt này thì mình có muốn đổi vị trí không nè? Dạ không ạ. Không Phong? Dạ. Vẫn giữ vị trí như vòng lượt thứ hai hay là lượt thứ nhất? Dạ lượt thứ hai chị. Vẫn như lượt thứ hai. Và xin mời các bạn cùng bốc thăm. Khánh Vũ, 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và từ của bạn là... Gắt gỏng. Và câu của Vi như sau. Hồng và Hoa đang đi trên đường thì bỗng nghe một âm thanh lạ phát ra phía sau khu dân cư. Và câu chuyện tiếp theo của bạn sẽ là... Hồng và Hoa đang đi trên đường thì bỗng nhiên nghe một âm thanh lạ phát ra phía sau khu dân cư. Đó là tiếng gắt gỏng của một người đàn ông với một người phụ nữ. Tiếp theo xin mời Hiếu Hạnh.
Xin mời, 20 giây của bạn bắt đầu. Và đáp án của bạn là lỗi thời. Và câu chuyện của Hiếu Hạnh, người đàn ông mắng người phụ nữ vì cách ăn mặc lỗi thời. Và tiếp theo xin mời Nhi Cathy, 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và từ của bạn chính là dạ thiên thần. Thiên thần. Và câu chuyện sẽ là bỗng dưng hồng và hoa đến tặng cho người phụ nữ đó một bộ cánh thiên thần. Rồi xin mời Tâm Minh. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và đáp án của bạn là? Đáp án của mình là túi bụi. Sau khi được hồng và hoa tặng cho đôi cánh thiên thần rồi thì như thế nào? Người đàn ông cảm giác tội lỗi và tự đánh túi bụi bản thân mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe đánh giá của bạn cố vấn ngôn ngữ các bạn nha. Từ gắt gẫm, thật ra đó, cái câu đó xét về mặt là phát triển ý nghĩa câu chuyện thì cũng đúng đó, chứ không phải sai đâu ha. Nhưng mà cái chính tả nó bị sai. Nhưng mà từ gắt gỏng nó thiên về phía cái thái độ biểu hiện nhiều hơn là âm thanh. Suy nghĩ lại và đặt lại có thể phù hợp hơn. Thứ nhất là một cái người đàn ông mà la mắng một cái người phụ nữ vì ăn mặc lỗi thời như vậy á, thì bản thân cái câu đó nó sẽ bộc lộ một cái sự thiếu tôn trọng đối với cái người phụ nữ này. Khi ta dùng cái từ là quần áo lỗi thời thì nó sẽ chưa có phù hợp lắm. Đặc biệt là cái sắc tính tình cảm trong câu này nó thiếu đi, nó không có. Nên câu này mình cho rằng nó không phù hợp. Mình không nghĩ rằng hai cô gái đang đi trên đường mà có sẵn cái bộ cánh thiên thần để mà tặng một ai đó. Điều thứ hai là cái bộ cánh thiên thần này nghe nó rất là kỳ. Tại vì bản thân không phải ai cũng diện một bộ cánh thiên thần. Đó là nếu nói theo cái nghĩa đen của nó. Còn cái nghĩa bộ cánh thiên thần có nghĩa là một cái bộ não rất đẹp á, càng sai hơn. Như vậy thì cái câu này nó không phù hợp lắm trong thực tế. Và lượt thứ ba là cả bốn bạn đều bị trừ một điểm. Và qua các vòng chơi vừa rồi thì cả bốn người chơi của chúng ta còn lại số điểm như sau. Đây gọi là một kỷ lục của chương trình. Có ba bạn có số điểm bằng nhau. Tâm Minh, Nhi Cathy và Khánh Vũ. Số điểm cả ba bạn 5 điểm. Và Hiếu Hạnh, bạn còn lại 6 điểm. Xin chúc mừng. Và như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã tìm được người hùng ngôn ngữ. Đó chính là Hiếu Hạnh. Xin chúc mừng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng cuối của chương trình. Vòng thi được mang tên Thử thách bất ngờ. Bạn đã quay trở lại với vòng cuối cùng của chương trình Thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên Thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Rồi các bạn đã sắp xếp vị trí chưa nào? Dạ rồi. Rồi, Hạnh ơi, xin mời Hạnh đeo headphone vào. Và từ đầu tiên của chúng ta, 20 giây bắt đầu. Mời Minh nói trước. Nam trái ngược với gì? Rồi, ông vua thường lấy gọi là gì?
Xin mời Minh. Trước từ hậu là từ gì? Ờ đúng rồi đó, trái ngược với chữ nam là chữ đó, trước từ hậu là chữ đó. Đó chính xác. Đó nó là hai chữ nha. Đối với trái ngược với chữ nam là chữ đó, trước từ hậu là chữ đó, đó là hai chữ đó đó. Hết giờ. Bây giờ là đến lúc mà mình chuẩn bị phát huy nhiệm vụ của mình rồi nha. Và bây giờ 20 giây của Vũ bắt đầu. Hai từ trái ngược với nam. Vợ của đức vua, người đeo vương miện phương Tây. Trái ngược với nam, trong bàn cờ vua, vợ của đức vua. Hai chữ đó ghép vô. Hết giờ. Rồi bây giờ bạn đoán được cái gì thì bạn ghi cái đó. 20 giây bắt đầu. Và với từ đầu tiên thì các bạn đã hoàn thành. Và bây giờ thì chúng ta đến với từ thứ hai. Không biết là từ này thì các bạn có muốn đổi vị trí không? Không, không, không đổi luôn. Không đổi luôn. Đang hợp phong thủy rồi phải không? Đúng, hợp phong thủy rồi. Rồi, vậy giữ nguyên luôn nha. Rồi, vậy thì với lượt thứ hai các bạn đã quyết định giữ nguyên đội hình phong thủy này. Vậy thì chúng ta sẽ đến với từ thứ hai. Từ thứ hai như sau, xin mời. 20 giây bắt đầu. Xuyên tiếp theo là cái gì? Rồi, mời Nhi. Tính của em rất là cái gì? Lanh lợi nè. À, đồng nghĩa từ lanh lợi nè. Mời Minh. Bùm một cái người ta gọi là cái gì? Bùm một cái. Rồi, mời Nhi. À, có hai chữ nha. Trước chữ xuất là cái gì? Từ sau là chữ bùm á. Nó là bùm á. Mời Minh. Xuyên chấm chấm chấm. Rồi xong. Hết giờ. Và ngay bây giờ sẽ là 20 giây của Vũ. Hai chữ xiên gì cần cù cùng nghĩa. Chữ sau đó là quả bơm phùm phùm. Bơm gì? Bơm phùm. Chữ đầu đó là xiên gì. Hết giờ. 20 giây dành cho Hiếu Hạnh. Bạn cứ suy nghĩ cho kỹ nha. Từ thứ ba, các bạn có muốn đổi vị trí không? Dạ không ạ. Không luôn. Và từ số 3 của chúng ta, xin mời. 20 giây bắt đầu. Nước đổ vào thì nó sao? Xin mời Nhi. À, có hai từ. Trước chữ đủ là chữ gì? Xin mời Minh. Chữ sau là mình đi lên ruộng mình làm gì? Xin mời Nhi. À, có hai chữ. Trước chữ đủ. À, còn chữ sau là... Ở quận 5 á, cái bệnh viện chợ gì... 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và 20 giây, xin mời. Nước đổ vô ly thì sao? Chấm 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 ấp đủ chấm đủ. Trước chữ đủ là bệnh viện chợ gì? 5, 4, quận 5, bệnh 3, viện chợ 2, gì? 1, hết giờ. 20 giây dành cho Hiếu Hạnh. Hết giờ. Xin mời các bạn về vị trí trung tâm. Hạnh ơi, Hạnh ở quận mấy? Dạ em ở Hóc Môn lận. Ừ. Wow. Trời ơi, bây giờ bạn ở xa quá. Có hay lên quận 5 không? Dạ có. Biết bệnh viện nào ở Chợ quận 7? Biết không? Dạ biết. Có nghĩa là biết đúng không? Dạ. Ừ. Chúng ta sẽ đưa ra cái từ thứ ba nha. Từ thứ ba của chúng ta đó chính là... Đầy rẫy. Đầy rẫy. Cũng đầy đó, nhưng mà kia đầy đủ. À, đủ. Nhưng mà chắc là hơi quán ha. Tại vì cái từ cuối, nhưng mà các bạn gợi ý cái từ đó là coi như là vô đúng một cái bon. Vi cứ nghĩ là các bạn sẽ đúng cái từ sau á, mà lơ mơ là sai cái từ đầu á. Và từ số 2 của chúng ta đó chính là... Giỏi quá. Năng nổ. Từ đầu tiên đó chính là nữ hoàng. Như vậy là với 3 từ mà chương trình đưa ra thì các bạn chỉ sai có một từ thôi. Và các bạn đã có được phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Xin chúc mừng. Các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua 4 vòng thi của chương trình Thử thách bất ngờ.
Và chắc chắn là các bạn đang có rất là nhiều cảm xúc ở trong lòng đây. Không biết là với vòng thi vừa rồi thì các bạn cảm thấy như thế nào? Chạy rất là vui ạ. Tính ra là rất xuất sắc đúng không? Cái từ cuối cùng là sai một chút xíu thôi là hơi tức. Hiếu Hạnh ơi, và lúc mà các bạn gợi ý cho bạn từ là rẫy thì bạn cảm thấy sao? Em nghe anh này nói là bệnh viện chợ là em biết chợ rẫy rồi, nhưng mà em chưa có nghe từ đầy rẫy á. Em không có biết cái em ghi là đầy đủ luôn. Cái em nghe vỗ tay là em nghĩ đúng. Xong cái em ghi luôn. Vỗ tay là có nghĩa là nếu mà tách riêng lẻ ra thì là đúng. Dạ. Nhưng mà giờ ghép lại cảm thấy cái từ đó nó hơi xa lạ với mình đúng không? Dạ đúng rồi. Và đầy rẫy á, cái mức độ là còn nhiều hơn đầy đủ rất là nhiều, kiểu mà đầy mà dư ra luôn á. Và Vũ, khi mà bạn ghi chữ đủ lên cái là cảm giác em sao? Em sụp đổ. Xong rồi lúc đó là có một khoảnh khắc là bạn ấy bôi xong rồi sửa lại nữa là em về nè, em đang đứng lên. Em rồi, là chỉ sửa là cái dấu đúng không? Sửa là cái dấu. Nhưng mà không sao, thì đến với chương trình em đã học được rất là nhiều thứ. Cộng với lại cái dòng cuối cùng rất là vui. Và có một phần thưởng nhỏ nhỏ. Và cộng với việc là khi mà làm việc nhóm như vậy á, em hiểu được cái tinh thần đồng đội, thì em cảm thấy cái việc đó rất là vui, rất là... Nhưng mà có nghĩa là cái vị trí mà quan trọng nhất là vị trí số 1 và số 2. Tuy là các bạn được nhìn thấy từ, nhưng mà quan trọng là phải giải thích ra để cho bạn số 3 có thể hiểu được. Yeah. Và không biết là ở ngoài đời có bao giờ mình hay chơi những trò chơi gợi ý như thế này chưa? Cũng có kinh nghiệm làm việc phim và nhóm rồi, cho nên cảm giác mình vô cái vòng thi này mình cảm giác rất thoải mái. Tại mình gợi ý, nói chung là nguyên team trúng tủ đúng không? Nguyên team hôm nay các em đều đẹp. Đều đẹp. Giỏi phải khen giỏi chứ. Đẹp đủ. Còn Nhi? Dạ em thấy hôm nay em rất là may mắn được chơi chương trình này, gặp được một team rất là giỏi luôn. Và cũng có chị Vi cũng giúp đỡ cho em nữa, cho nên em cũng thấy tự tin hơn sau vòng cuối. Chứ mấy vòng đầu em hơi căng, có căng quá, căng riết là cái miệng em nói không được luôn á. Em không mở lên lời được á. Bởi vậy chương trình mới quyết định là tâm lý cho các bạn. Hồi nãy giờ căng quá, vòng cuối là cho xả ra. Dạ. Đó. Và các bạn cũng đã xuất sắc và các gợi ý những cái từ mà rất là suýt sao luôn. Cho nên là các bạn đã giành được phần thưởng là 20 triệu đồng từ chương trình. Xin chúc mừng. Đây là phần thưởng dành cho cả đội. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta vẫn có một người hùng ngôn ngữ. Và người hùng ngôn ngữ của chúng ta đó chính là cô gái xinh xắn đây, chính là bạn Hiếu Hạnh. Xin chúc mừng. Và phần thưởng dành cho Hạnh đó chính là một kỷ niệm chương, một phần quà trị giá 5 triệu đồng và một phần quà nữa của nhà tài trợ vali ba lô túi sách cao cấp Sacoach. Hy vọng là chiếc vali xinh xắn này sẽ đồng hành với bạn trong những dịp đi du lịch nha. Kính thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thử thách bất ngờ lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ.